sung này. Sung bay. Đây, cái sung dáng bay bàn trà rất tuyệt. Cá cổng. Này, che đã hết. Này, trông già định chưa già lắm. Cái này chắc được 15 năm rồi nhỉ? Được chưa? 15 năm nhỉ? Vành gốc rất là to. Này để đây bóng mát đi. Ừ. Đang phải học cái tiếng. Ừ. Bay tự nhiên nhá. Cách mét này 130 mà năm thì thoát 2 mét rưỡi nhưng mà bay xa, bay bàn trà. Trên cái dành trực này rất đẹp. To, cái này. Này cẩu 5 tấn thì nhấc lên được. À đánh bầu bé thì cẩu 3 tấn rưỡi cũng nhấc được. Cái này nhấc được. Quả chi chít ở trên rô quả. Nhiều quả lắm. Đây, muối ăn. Nào mà có không gian rộng mà trồng và cho nó đại gác cái cổng cũng đẹp, trồng ở bờ ao cũng đẹp. Giá hợp lý, chứ hỏi giá gia đình báo giá luôn anh em hợp nhá là luôn. Cây rất là dẻo. Đấy cao. Đấy cành còn cắt cái cành trên thì cành đấy, đấy cành bay đấy, đẹp rồi. Ok nhá.